Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ quay lại một cái vlog ngắn về cuộc sống của tôi trong cái ngày hôm nay. Và trước tiên thì tôi sẽ thực hiện cái điều mà rất là nhiều bạn đã gửi cho tôi. Các bạn đang ao ước nhìn được cái bộ Iron Man của tôi để ở trên bàn đây. Đó, thì hôm nay tôi sẽ review lại cũng như là tôi sẽ quay cho bạn xem là nó đẹp và nó chất như thế nào. Cái bộ Iron Man này là tôi mua ở trong Hồ Chí Minh khi mà tôi bay vào trong đấy để đi quay cái truyền hình HTV7. Sau khi mà chuẩn bị về ngoài Bắc thì là tôi đã bắt gặp cái bộ Iron Man này trong sân bay. Sau đó thì tôi đã mua nó và cầm về để lên trên bàn trang trí đó. Nhìn nó rất là bé như này thôi nhưng mà thật sự nó rất là tốn kém, và tôi cũng không ngần ngại có thể chia sẻ cho bạn biết được cái bộ Iron Man này nó trị giá bao nhiêu tiền. Không khoe nhé, bởi vì là trước giờ tôi không khoe gì cả, nhưng mà các bạn yêu cầu tôi phải quay thôi, và quay thì tôi sẽ phải nói qua hết tất cả các chi tiết cũng như là giá cả của nó cho các bạn biết được rằng là cái bộ Iron Man này nó có chi phí như thế nào và nó chất làm sao. Đó, đây là bộ ba Iron Man ba màu khác nhau, da cam, trắng và đỏ. Còn bên này là con xanh da trời, một con Iron Man khổng lồ. Trên đây thì là một em Iron Man đen xì từ đầu cho đến chân luôn. Con này có thể cử động được tay và cử động được đầu. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là khi mà ấn vào sau đầu nó sẽ phát sáng. Đó, phát sáng toàn thân luôn, một màu đỏ. Dưới này thì cũng thế. Ba con Iron Man này có thể cử động được tay và có thể phát sáng được ở mắt và ngực. Con này cũng vậy. Đó, con này thì là màu đỏ. Nhìn rất là chất luôn. Bây giờ tôi cho bạn xem chi tiết từng con Iron Man một. Con Iron Man này nhìn rất là to và rất khổng lồ luôn. Đó, nhìn to hơn bốn con kia rất là nhiều. Và nó có màu xanh. Đây, cho bạn xem chi tiết từng bộ phận của nó. Từ cánh tay cho đến cái lưng của nó đều được chế tạo rất là tinh xảo và rất là chi tiết luôn. Chân của nó đây. Đấy, mắt của nó này, ấn vào đây nó sẽ phát đèn ra được. Đó, đầu con này có thể quay được. Thấy chưa? Nhìn rất là chất luôn đúng không các bạn? Con này thì là nó có chi phí rơi khoảng 770.000. Con to nhất là 770.000. Còn những cái con bé như này thì là mỗi con là 550k. Tổng cái bộ này 5 con là nó rơi khoảng gần 3 triệu đồng. Đó, rất là đắt luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ để con này ở đây và tiếp tục review hết bốn con này cho các bạn xem là chi tiết nó đẹp như nào. Tiếp theo là con Iron Man đỏ. Đây là con Iron Man mà tôi cảm thấy nó đẹp nhất trong đội. Trong tất cả 5 con này đẹp nhất. Đó, nhìn nó rất là chi tiết và rất là đẹp. Đặc biệt là trên vai nó có một khẩu súng 6 lòng. Và con này có một cái màu đỏ rất là tươi, kèm với lại cái màu vàng của nó ở cái mặt. Đó, rõ từng chi tiết cho các bạn xem. Đầu có thể xoay được này. Đó, đầu xoay được. Đó, thấy chưa? Tôi kết nhất cái quả súng của nó, nhìn rất là thật. Ok, tay của nó cũng có thể cử động được như tất cả con khác thôi. Đó, tay có thể cử động được. Và đặc biệt là khi mà ấn vào sau đầu này, mắt nó sáng lên. Thấy chưa? Chất chưa? Rất là chất luôn. Tiếp theo là con Iron Man màu trắng. Con này thì là nó có 3 màu: trắng, xanh và vàng. Đó, soi cho các bạn xem chi tiết. Trên đầu nó có chữ A và có những cái đường chỉ đỏ rất là chi tiết, chuẩn đến từng cm luôn. Cái đầu nó thì có thể xoay được. Đó, đầu con này xoay rất là dễ so với hai con kia. Đó, con này thì nhìn cũng rất là đẹp. Rồi, tôi để ở đây. Tiếp theo là con Iron Man màu da cam. Con này để nhận xét đúng thì là tôi thấy con này nhìn rất là chuối, nhìn chuối hột vãi chưởng luôn. Nhìn cái mặt nó ất ất vãi chưởng, cái người nó cũng thế, nhìn nó đơ đơ kiểu gì ấy. Cái màu nó nhìn rất là ái và rất là bê đê luôn. Đó, mắt phát sáng, đầu xoay được. Rồi, tay cũng cử động được. Đây là chi tiết con Iron Man màu da cam. Cái lưng nó nhìn rất là đẹp. Đấy, tôi kết mỗi cái lưng. Nhưng mà cái màu nó nhìn hơi bị chuối. Và cái mặt nó nhìn ngu, ngu vãi cả luôn. Ngu vãi, thằng này ngu là cho nằm. Rồi, con Iron Man cuối cùng là một con Iron Man đen xì. Nhìn con này nó cũng tạm được. Đó, toàn thân màu đen. Nhìn con này rất là cơ bắp luôn. Nhưng mà cái đầu nó hơi to. Ok, tôi sẽ để đây và bây giờ tôi sẽ tắt đèn đi, sau đó sẽ bật đèn ở hết tất cả cái đầu nó xem là ban đêm nó phát sáng nhìn nó đẹp như nào. Đây, cái thằng ngu nhất trong đội đây. Đấy, cho đứng hết dậy. Rồi, men mà tôi vừa mới xếp ra. Đó,
Nhìn bộ năm này nhìn rất là hoành tráng luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ bật đèn ở mắt chúng nó lên, sau đó sẽ tắt đèn đi. Bật đèn từng con một. Con này lại bật cắm mới đau nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ tắt đèn đi. Rồi, các bạn thấy là 5 con Iron Man này khi phát sáng trong đêm nhìn nó chất như thế nào. Nhìn mắc chất luôn. Đặc biệt là cái con to nhất này này, cái đèn nó rất là sáng. Đó, bây giờ tắt đèn đi là nhìn tối om luôn. Bây giờ tôi sẽ bật thử từng con cho bạn xem chi tiết. Con đầu tiên là con đen xì. Ui, nhìn chất vãi. Sau lưng nó này. Đó, nó sáng ra cả sau lưng luôn. Thật sự nhìn rất là đẹp luôn. Và ban đêm mới biết nó đẹp như nào. Rồi, tôi sẽ đặt con này xuống đây. Tiếp theo sang cái con này. Cái con chuối hột nhất đàn. Bật đèn lên xem nào. Đó. Con này thì là chuối hột nhất đàn. Nhưng mà sau khi bật đèn lên nhìn rất là chất luôn. Thấy chưa? Phải vào bóng tối biết con nào đẹp. Đây là con to nhất. To nhất đây. Bật đèn lên. Trời ơi. Chất vãi luôn. Này, sau lưng nó này các bạn này. Thấy chưa? Con này soi được đèn luôn. Đó, nó soi được mấy con này luôn này. Quá chất luôn. Thật sự rất là chất, con này mắt sáng quá. Mắt quá sáng luôn. Đó. Tôi bật cái mắt nó lên tôi có thể soi được mấy con này. Tiền là của nấy, tiền khác. Đây là con Iron Man đẹp nhất trong đội. Rồi bật nó lên. Con này trong đây mình nó không đẹp lắm. Tiếp theo là con Iron Man cuối cùng, con Iron Man màu trắng. Thì đèn mắt sáng luôn. Những cái bọn đèn trắng này nó cực kỳ là sáng. Đó. Nó không tối như đèn đỏ. Okay. Thật sự là tôi rất là thích nghịch con to này nhưng mà nó hơi nặng. Đấy, con to đèn sáng chưa? Đấy, nhìn nó bay này. Ok. Ok, cuối cùng thì tôi cũng đã review xong cái bộ Iron Man 5 con của tôi. Và sau khi mà review xong tôi cảm thấy rất là chất luôn. Thật sự là lúc mà mới mua về tôi chưa cầm và test trong đêm bao giờ cả. Nhưng mà hôm nay tôi vừa mới test trong đêm xong và bật hết tất cả đèn của các con lên thì tôi thấy nó rất là phê luôn. Thật sự là nhìn mắc phê luôn. Đấy, cầm về phát là tôi bỏ hộp ra, tôi cho lên trên bàn tôi để luôn. Chứ tôi không nghịch, tôi chỉ bật đèn lên tôi soi linh tinh thôi. Còn bây giờ tôi mới cho nó ra bóng tối và bật đèn lên. Thì trong bóng tối nhìn những con này nó phát sáng, nhìn thật sự là rất là đẹp luôn. Một từ đẹp để diễn tả. Perfect. Đó, con này tôi rất là thích. Nhưng mà trong đêm nó nhìn chuối quá. Nhìn trong đêm cái con màu xanh ra trời kia là chất nhất. Đó, còn nhìn con này cái lúc mà có điện ấy thì là nó đẹp hơn. Đó, nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà vào trong bóng tối thì con này chỉ là con tép riu thôi. Con to nhất vẫn là con đỉnh cao nhất. Bây giờ là tôi đang xuống dưới kia để quay cho các bạn xem con cún nhà tôi. Bởi vì rất là nhiều bạn thắc mắc là cái chuồng của con cún nhà tôi nó hơi bé. Nhưng mà các bạn không thể biết được rằng là trong một tuần qua là tôi đã phải tự xây cho nó cái chuồng. Tôi và bố tôi xây cho nó cái chuồng rất là to ở đằng sau này, để cho nó có thể thoải mái vui chơi trong đấy. Và trong tương lai thì là tôi sẽ tính toán và tôi sẽ mua thêm cho nó một đứa em gái nữa để cho chúng nó chơi với nhau. Đây là cái chuồng của con gấu nhà tôi. Đấy, đầu tư xây cho cả cái chuồng nhìn rất là to. Quạt nữa kìa. Sau này nếu mà nóng quá thì tôi sẽ phải nắp cho nó cái điều hòa. Ok, đùa thế thôi, chứ không cần phải dùng đến điều hòa đâu. Đấy, nằm trong chuồng này phê không gấu? À, giờ chuồng to là nằm rất là phê. Kia là cái chỗ đi vệ sinh của nó. Biết ngay, mở phát là đứng dậy luôn. Thấy chưa, chuồng nó to như này á. Đây là cái chuồng bé của nó, bây giờ nó quá bé rồi. Tôi để đây, khi nào tôi mua mèo hoặc là mua chó con thì tôi nuôi sau. Còn bây giờ là cho nó ở một mình cái chuồng to này. Đấy, nát hết đá hoa luôn.
Tôi bố tôi xây cái này đấy. Đấy, chỉ tôi bố tôi xây được cái này. Hai bố con xây nhau. Rồi, làm cả hàn cả cái này nữa. Đấy, hàn cả cái chuồng cho nó luôn. Rất là vất vả cho con gấu này. Rất là tốn kém cho mày luôn đấy gấu ạ. Đấy thì là trong video này tôi sẽ quay lại tất cả mọi thứ để cho các bạn hiểu được rõ hơn, đỡ thắc mắc hơn. Bởi vì là nhiều bạn phàn nàn quá nên là tôi phải xây cái chuồng này cho nó. Đây đây bố con, nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống con. Nằm xuống đấy, ngoan chưa? Tí nữa anh sẽ tắm cho mày. Đấy, nằm ra đây, nằm ra đây. Nhìn to chưa? Con này bây giờ là gần 4 tháng rồi đấy. Lúc tôi mua về là hơn 2 tháng tuổi. Bây giờ đã gần 4 tháng rồi. Nào gấu. Thật sự là bọn này lúc bé nhìn rất là baby nhưng mà càng lớn là nhìn càng ngu, nhìn ngố bãi trưởng luôn. Đấy, thấy chưa? Nhìn to chưa? Đấy các bạn nhìn không? Rất là to. Bây giờ tôi cho làm đây một mình, tôi đi kiểu gì nó cũng đi theo tôi, con này chắc chắn nó sẽ đi theo tôi, không bao giờ nó làm đây một mình. Kiểu gì nó cũng đi theo tôi các bạn nhìn nhé. Bây giờ tôi đi này. What the fuck, không đi theo. Không, quả này tôi đoán nhầm. Nè, bây giờ nó ra đây nó lười, nó không thèm đi theo chủ nó này. Mọi ngày tôi thả nó ra nó đi theo này. Hay là con này giờ nó hiểu tiếng tôi rồi, nó chôn tôi, đấy. Khăn cắn linh tinh, khăn cắn linh tinh. Cái gì nó cắn được. Cái hôm mà tôi với bố tôi xây cái chuồng cho nó ấy, có xi măng, có đất thì là nó ra nó ăn đất, ăn cát. Cả một cái chậu cát nó ra nó ăn gần hết. Thôi đùa đấy thôi chứ thật ra nó ăn nhiều phết. Lúc đấy không để ý. Xong bắt đầu là vào nhìn thấy cái mồm nó rất là nhiều cát thì biết à thôi thôi xong rồi. Mãi xây chuồng không để ý, thế là cháu ăn cát hết vào mồm mà không biết là cháu ăn xi măng không. Cháu mà ăn xi măng nữa là vỡ mồm luôn, thật sự là vỡ mồm luôn. Xi măng mà hòa với cát cộng với lại nước trong bụng nó thì chắc là bụng nó bây giờ là toàn bê tông luôn đấy, thật sự luôn đấy. Rồi, có lẽ là tôi sẽ vứt nó ở đây cho nó chơi mình. Bây giờ là tôi phải đi lên trên kia để tiếp tục công việc. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem vlog của tôi. Chào các bạn. Bye bye.